phu mỹ thuật của mấy anh này bên đây qua tổng qua đầu tư á. Rồi mọi người mình nhớ là em thấy bên bên đây phải ha, cái chỗ của chữ lớp ha. Cái cổng mình có thấy có thể chụp hình được cái chữ lớp nè. Cái bên mấy cái bức tường hình màu ha. Rồi chút nữa mình xuống đó mình sẽ chụp hình lại cái cổng này giùm em nha. Rồi bây giờ là 3:20. Bây giờ là 3:20 và một chút nữa và 4:20. Okay, please get off the bus as soon as possible. Hurry up lớp một tầng chứ. Hồi xưa là cao nhất thế giới, còn bây giờ là cao nhì thế giới. Để anh quay vô cho ra. Lộc, quay vô cái anh Lộc. Đang quay đó, đang quay. Đây đây đây, giờ đây giờ quay chứ. Rồi, cảm ơn nhiều. Có lên tập đám không? Thấy lên tận nóc là tổng. Đi vòng vòng thấy đèn, mất đi cộng một rồi. Ok, ai mà muốn chụp hình với tòa nhà này?